vị đã cùng quay trở lại với khách sạn 5 sao. Và đây là khách mời của chúng ta ở phần tiếp theo, món quà bất ngờ cùng với diễn viên Hà Việt Dũng. Không biết là Dũng có thường hay được fan hâm mộ tặng quà không? Ít. Ít. Cũng... Sao mà ít mà nó buông ra mà có vẻ rất là chạnh lòng mà nhiều cảm xúc vậy? Hay do mình đóng vai phản diện nên ít được tặng? Chắc có lẽ như thế ạ. Nhưng mà ví dụ như fan nữ hâm mộ không có không? Từ hồi lấy vợ thì cũng thấy ít fan nữ hâm mộ hơn. Từ hồi lấy vợ là ít nhận quà hơn. Rồi. Vâng, thế thì bây giờ chúng tôi có một món quà từ một fan nữ hâm mộ muốn tặng bạn. Chị. Vâng. Ngày hôm nay là nhận công khai thì không sao công cả. Công khai đúng rồi. Vâng. Và bây giờ xin mời món quà. Lại là em. Trời ơi con bé. Em ơi, nếu mà anh nghĩ mà Hà Việt Dũng mà chưa lập gia đình thì anh nghĩ là chắc em là fan cứng luôn á. Thực ra đây là một bạn fan nữ nhờ em gửi cho anh Dũng. Rất là ngọt ngào. Em tin là cái công đức này sẽ gửi cho anh rất là nhiều những kỷ niệm. Trước đây khi mà Dũng thi siêu mẫu xong thì cũng có một thời gian bán nước mía ở Thành phố Hồ Chí Minh. Hồi đó tôi đọc nhớ là tôi đó đọc một cái bài là chàng trai siêu mẫu body 6 múi xây nước mía, và cuối cùng mà tôi nghe nói là hồi đó là các bạn nữ là thê nhau không uống nước mía ở chỗ khác và đến uống chỗ của Hà Việt Dũng. Thì đã mở thì nước mía nó đắt lắm đúng không? Điểm đấy thì cùng một người bạn bán ở ngay trường Cao đẳng Du lịch Sài Gòn. Rất là may mắn thì được các bạn sinh viên ủng hộ khá là nhiệt tình. Nước mía là cái lựa chọn tối ưu nhất thời điểm đó. Nhưng mà tại sao bạn không làm thêm công việc khác có thu nhập mà lại đi bán nước mía? Cũng tính rồi, khi mà có ai mời đi diễn hay tham gia show ấy, thì mình có thể chủ động được về thời gian hơn. Nhưng mà món quà thứ hai ạ. Món quà này rất là mong Dũng hay bình tĩnh khi mà Dũng mở hộp quà ra. Ghê vậy? Bởi vì anh không có ý gì cả. Dũng có tò mò không? Rất bây giờ, tò mò. Bây giờ mang ra rồi mà phải mang vào thì Dũng nghĩ sao? Thì chắc không nỡ lòng bắt muốn anh làm như vậy đâu. Một món quà này thì là mình cùng anh Sơn cùng mở sẽ hợp lý. Thôi, em cứ mở đi. Vậy thì em xin phép mở luôn nhé. Và hãy nhớ là anh luôn chân thành với em nhé. Ok. Không có ý gì cả. Ở vậy quyết nó đóng vai đại úy thì sợ gì đâu. Cái gì ta? Trời ơi. Như cái ví đúng không ta? Ví. À không phải cái ví. Wow. Không phải ví. À cục gạch. Em nhắc hẳn ra xem. Vâng. Hay là do vì em đóng vai phản diện nhiều quá bị ném đá ném gạch cho nên là anh có ý đấy đúng không? Cái này thì em mang vào để em đã nói trước với Dũng, em không có ý định dùng cái này để làm hại Dũng hay là làm gì bất lợi với Dũng cả. Không cần đâu ạ. Nhưng mà cần ra làm gì? Không biết đâu nó gợi ra một cái gì đó. À. Đây là món quà cơ mà. Chứ quà, em có mang quà ra để làm gì vậy? Không quà mà tặng cục gạch cả một người, tặng cục gạch người tặng ly nước mía. Dạ, đôi khi mang một món quà này ra nó gợi đến một ký ức, một kỷ niệm gì đó. Về bên gạch thì nhiều kỷ niệm lắm. Kỷ niệm thời thơ ấu. Khi mà gia đình chuyển xuống thị trấn nó nhỏ ở Tân Lạc ấy thì gia đình cũng phải đi làm gạch thuê. Thì Dũng nghĩ tầm khoảng lớp 3, lớp 2, lớp 3 tầm 9 tuổi thôi. Cũng léo đẽo theo mẹ đi bê gạch. Mong là mỗi cuối buổi về thì sẽ có một tí gọi là cải thiện cái bữa ăn rất là đơn giản. Muốn ăn cơm ngon là một chút thịt hay là một chút đậu phụ thôi. Có phải là lúc nào người ta cũng trả công luôn đâu. Nhà Dũng sau đấy thì cũng đốt lò vôi thì vì rất là nhiều đá. Mẹ bị phế quản mãn tính từ nhỏ thì vẫn đi làm lò vôi rất là bụi. Và thời điểm đấy là mẹ cũng bị cái mắt cứ bị viêm rất là nặng. Cũng nhớ là phải đi lên một cái bản cách nhà khoảng gần chục cây số để mẹ ở đấy chữa gần một tháng. Và Dũng cũng bê vác nạ đá tất cả mọi thứ gọi là ra lò vào lò xong lợn đốt vôi mà. Thì có thời gian phải đi châm cứu mà lúc đấy còn rất là trẻ luôn. Cái việc mà bạn đến với nghệ thuật này á là do bạn định hướng cho mình hay là cái cơ duyên rung rủi nó đưa bạn đến với cái nghề này? Mình chỉ xác định là đi làm để kiếm tiền thôi. Để gọi là cải thiện cuộc sống gia đình thôi, chứ còn định hình về nghệ thuật thì lúc đấy gần như trong đầu là không có đâu. Về sau này thì cơ duyên đến thì mình nắm bắt được, mình cố gắng cải thiện hoàn thiện bản thân thì nó từ từ tự nhiên lại ngấm vào con người của mình thành một diễn viên, thì cũng một cái sự bất ngờ đối với bản thân mình. Mà để có được thành công thì ai cũng phải trải qua những giai đoạn gọi là trui rèn bản thân của mình đúng không ạ?
Cảm ơn viên gạch thật là ý nghĩa của Sơn. Mình còn có món quà nào nữa không Sơn? Còn chứ, cứ ngồi chờ đi em vào em lấy. Và món quà tiếp theo mà chương trình khách sạn 5 sao gửi đến cho bạn. Xin phép dắt bạn đi lên chỗ kia. Quá tuyệt vời, em cảm ơn anh. Dạ, em xin chào anh. Em xin chào anh Sơn và chào bạn Hà. Em là Nhung, vợ của anh Dũng ạ. Em là cũng người Hòa Bình luôn hả? Dạ vâng ạ, em người Mai Châu Hòa Bình. Không ạ, em là người dân tộc Thái ạ. Việt Dũng trong một ngày đi lên Mai Châu khi gặp em. Dạ không ạ. Tức là anh đi đi lên đấy chơi cùng với bạn thôi, xong rồi ghé qua bản Lác chơi thôi ạ. Thì có tình cờ gặp qua nhau một chút chút thôi ạ. Em nhớ là em cũng lên của lên nhà Nhung và thấy mẹ, còn thấy bà ngoại, gọi là bà ngoại đang quét ở dưới, bảo cô cho con mượn cái thang, quay nhờ một cái trích đoạn, một đoạn để nhỏ nhỏ thôi. Thì gặp Nhung thì đang nặn mụn ở đang nặn chân cá ở xe điện điện. Hôm đấy anh Dũng lên hình như là cũng là ngày lễ hay sao ấy. Một ngày lễ nào đấy mà em không nhớ rõ. Thì cũng đông khách cho nên là em vừa ngồi ở xe điện đợi khách thì vừa tiện tay nặn mụn luôn ạ. Cái hình ảnh đó thật là lãng mạn và thi vị. Và nó đi sâu vào tâm trí của mình nhiều hơn. Cái điểm đấy ra Đà Nẵng thì Dũng cũng lên đấy chơi thì có một cậu em gần nhà của Nhung. Thì bảo là có bà chị ế lâu năm nên là giới thiệu qua Facebook và nhắn tin. Hôm nay em mới được nghe cùng anh đấy anh ạ. Năm 2017, cuối năm 2017-2018 thì gần như là Dũng cũng không muốn tham gia nghệ thuật, hoạt động nghệ thuật lắm nữa. Tại vì thời điểm này cũng khá là khó khăn trong Sài Gòn ấy. Thì mới quyết định ra Đà Nẵng để lập nghiệp. Cứ muốn giãn dần về ngoài Bắc mình ấy. Thì gặp Nhung trong hoàn cảnh là hai người lại gặp nhau ở Hà Nội cơ. Gặp đúng một lần thôi, một lần duy nhất và cũng nhanh lắm, một sự tiến triển nhanh, cũng không hai người cũng không có nói chuyện gì nhau nhiều đâu ạ. Sau đấy thì em có trong một hôm em với bạn em ngồi xem chung kết bóng đá, lúc chờ đợi ở giữa hiệp ý, thì bạn ấy mới bật cho em cái chương trình người kết nối người kết nối và có cả anh làm anh dẫn luôn, anh Khang dẫn chuyện hay đúng không? Đúng rồi ạ. Nó thì em xem chương trình đấy thì thật sự là em rất là cảm động về gia đình và cũng như là anh Dũng, cho nên là em nhắn tin cho anh. Sau khi trò chuyện thì mất bao lâu thì các bạn quyết định về chung một nhà? Em nói chuyện được khoảng gần tháng nhỉ. Thì lúc đấy em đang đi làm. Thì cũng thật ra là em cũng hay đi tham gia chương trình nghệ thuật các thứ, em đi rất là nhiều, nhưng mà thời gian đi làm đấy thì em lại chôn chân ở một chỗ, cho nên khá là buồn. Khi mà nói chuyện với anh Dũng xong thì anh rủ vào Đà Nẵng chơi. Thế là đúng dịp hè cho nên là em cũng đặt vé máy bay vào đấy luôn. Rồi từ đấy mới phát triển tình cảm nó lại nhanh hơn một bước nữa. Thế từ yêu đến lúc cưới thì khoảng bao lâu? Nhung thì là người quyết định đến nhà của em trước. Em lúc đấy còn đang ở Đà Nẵng mà chưa về nhà Nhung đâu. Nhưng mà Nhung thì là một cô gái rất là cá tính và mạnh mẽ. Nên là khi mình đã quyết thì Nhung sẽ làm. Em đi xuống cùng với một người chị của em. Cho nên là xuống cũng chỉ ăn cơm với bố mẹ. Lúc đấy gọi là hai bác. Ăn cơm một bữa cơm cũng rất là bình thường, xong rồi nói chuyện với chị thôi ạ. Chị cũng không hẳn là ra mắt mà là xuống thăm hai bác. Xong rồi sau đấy thì mọi thứ nó phát triển nhanh như em nói. Thì chắc là khoảng hai bác cũng đồng ý em. Lúc đầu là bọn em định có là hai nhà gặp gỡ nhau để nói chuyện thôi ạ. Nhưng mà như nói, như em có từng kể thì là em với cả anh Dũng là một người là người Mường, một người là người Thái. Cái ngày âm lịch của hai bên dân tộc lại khác nhau. Thế là hai bên gia đình nói chuyện với nhau thì tính đi tính lại lại không được, có không được ngày nào, năm sau không được tuổi, năm nay không được tuổi. Cho nên là ông bà nói chuyện kiểu gì đấy, gọi xong rồi gọi điện cho bọn em. Bảo là tháng sau cưới nhé. Bây giờ chúng ta sẽ theo dõi một cái đoạn clip của chúng tôi.
Sao kia em xem clip này mà khóc quá vậy? Ở trong clip này cũng có một cái... Thứ nhất là Dung cũng thấy được người bà đã mất của mình. Và Nhung thì cũng thấy được người bố đã mất của Nhung. Trong suốt 6 năm mà đồng hành cùng với nhau với Dũng thì sao? Em có hơi lo không? Lo ở chỗ là mình có quyết định quá nhanh hay không? Mọi sự quyết định của mình thì tất nhiên là nó phải có sự suy nghĩ thấu đáo, chứ không phải là bồng bột. Không có gì phải suy nghĩ và đắn đo, không có gì là ân hận cả. Ông xã của em thì bây giờ mới đi đóng phim cũng khá là nhiều mà lại ở Hà Nội. Em có cảm thấy là hơi thiệt thòi cho mình hay không? Khi mà anh ấy không có nhiều thời gian cho gia đình của mình. Thời gian đầu thì em cũng có cảm nhận được là hơi thiệt thòi như thế. Nhưng mà sau đấy thì khi mà có con cái, rồi là công việc, em hiểu hơn nhiều hơn về công việc của anh. Thì anh đi cũng là một cái thiệt thòi cho anh, tại vì là cũng không được ở gần con, ở gần gia đình mà một mình cũng phải sống ở dưới này. Còn em thì ở trên đấy thì vẫn còn ông bà, vẫn còn con cái, cho nên là dần dần em cũng cho thấy là điều đấy nó kiểu nhẹ nhàng và bình thường hơn ạ. Bản thân Nhung lấy một người làm nghệ thuật thì đã là thiệt thòi rồi. Về công việc đặc thù của mình phải tiếp xúc va chạm rất là nhiều bạn khác giới, phụ nữ thì phải ghen thôi, nhưng mà Nhung cũng đã cố gắng vì công việc của chồng mà em xuống đúng nhịn nhịn và sau đấy là thành bình thường ạ. Vậy lúc mà em sinh là Dũng có bên không? May mắn là trong ngày dự sinh anh ạ, cho nên là anh Dũng đã xin đạo diễn 10 ngày để về với em, thì được 5 ngày thì em sinh. Ở với con được 5 ngày thì là anh đi làm ạ. Và đi làm hơn 1 tháng sau mới về, đầy tháng con cũng không được về. Thời điểm đấy là đang quay bộ phim Bão Ngầm. Một bộ phim mà dàn trải thời gian rất là nhiều và đi khắp các tỉnh luôn. Thì không về được vì liên quan đến rất là nhiều những đại cảnh rồi diễn viên khác, người ta đi bay ra bay vào mà quay thì ở tỉnh. Cảm ơn phần chia sẻ của hai vợ chồng. Trong cái câu chuyện này thì anh mới phát hiện ra là phụ nữ đôi khi cũng rất chủ động. Nếu mà ngày đó em không đi qua ăn cái bữa cơm nó tấn công trực diện ảnh ở miền Nam thì ta có cái câu là hạ gục nhanh tiêu diệt gọn đó. Mình đã nắm chắc cái cơ hội đó là mình phải tóm liền chứ không làm nó mất em ha. Đúng rồi ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cái phần tiếp theo, đó chính là bữa tiệc hạnh phúc của chương trình khách sạn 5 sao. Quý vị đang cùng quay trở lại với khách sạn 5 sao. Chúng ta sẽ cùng đến với phần bữa tiệc hạnh phúc. Thì không biết là hai vợ chồng thường thích ăn món gì nhất? Bọn em thì thật ra thì cũng không quá là Cầu kỳ đúng rồi ạ. Thế bên đây nhà hàng của tụi anh thì có cơm nhà lá vườn nha. Với phần xuất hiện của hai quản gia và bếp trưởng, xin mời ạ. Cơm nhà lá vườn thì tặng hai vợ chồng mâm. Đầu tiên mời Tuấn Anh giới thiệu về cái mâm cơm rất là ngũ sắc này đi. Hôm nay mình mang đến cho hai vợ chồng mâm cơm của người Mường và người Thái. Thì mâm cơm người Mường này có canh gà này, thịt chua này, trâu xào là lá nộm và bánh giò. Rồi mời hai vợ chồng thử đi ạ. Món này nhá. Người Thái là các đồ gác bếp này, cơm lam này, nhộng này. Là ở nhà là ai nấu? Chồng em nấu hay em nấu? Hôm nào không có khách thì chủ yếu là chồng em nấu ạ. Chồng em nấu cơm? Dạ. Em có nấu ăn cho chồng em ăn ngày nào không? Không, cứ thật lòng đi mà, cứ thật lòng đi. Anh mời em gửi xem một cái đoạn video clip, một món quà của chương trình nha. Đoạn clip này hot lắm nè. Hội nghị triển khai công tác gia súc gia cầm quý 1 năm 2023. Đề nghị các anh chị ổn định trật tự ạ. Công tác gà các ngan trong quý 1 năm 2023 sẽ là một bước ngoặt lớn trong phong trào chuồng là nơi để về, còn ổ là nơi để đẻ. Tránh cái tình trạng mà leo vượt rào ra ngoài rồi rủ dê các gà các ngan khác về chuồng nhà mình. Rồi gia chủ là thịt nhầm là gây mất đoàn kết tình làng nghĩa xóm là không được. Ngoài ra thì tôi cũng triển khai kêu gọi mọi gà mọi ngan là hãy sống tiết kiệm và tránh lãng phí. Tình hình kinh tế hiện nay đang suy dinh dưỡng rất là nhiều. Thì khủng hoảng an ninh thực toàn chuồng là xảy ra. Nên là không phải là các anh các chị là cứ ăn no thì là nhiều là cứ căng thì anh ta anh ấm đi lại là không được. Khi bột phát được ra. Bye, 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 b
cái clip mà Gà Mai An của chúng ta thì có 6,8 lượt triệu lượt người xem. Mà còn cái clip mà vợ chồng vừa rồi mà chồng bị bó bột thì chúng tôi chưa có tổng kết, nhưng mà cũng là một trong những cái clip hot. Thì xin hỏi chủ tịch hội đồng quản trị anh Hà Việt Dũng, vì sao anh lại có cái xu hướng nói chuyện với các cổ đông của chúng ta là gà ngang trong cái đoạn clip đó, và ai là người gây cho anh? Cái thời điểm đấy thì ở nhà cũng rất là rảnh rỗi, thôi thì diễn viên chúng ta cũng phải làm cái gì đó nó vui vui, lôi vợ ra vườn quay, thôi quay cho xong rồi đi vào đi, mệt lắm rồi. Không nghĩ đấy, clip đấy lại rất là viral. Khi làm cái clip đấy thì một phát ăn luôn nhỉ? Quay xong là đi vào luôn mà anh up lên mà em cũng không nghĩ là nó lại thành viral như thế ạ. Thế còn với cái clip thứ hai thì anh nghĩ là có vẻ là hai vợ chồng cũng khá là ăn ý với nhau trong cái việc chúng ta tạo ra những cái nội dung như vậy. Thật ra là trước đấy em cũng đã trêu anh như thế rồi. Lưu giữ lại cái khoảnh khắc và kỷ niệm như thế thì là có quay lại thôi ạ. Trước đấy thì là anh bị đau chân thì đi đá bóng, đi nhiều quá mình cũng lo là sẽ bị chấn thương này kia, nhưng cuối cùng là bị chấn thương thật. Bên cạnh hình ảnh của một người có một cái nét gì đó nó rất là phản diện, nó rất là bad boy, nó rất là cá tính, thì một hình ảnh khác trong cái đời thường lại là một người khá là hài hước và giản dị. Thế thì tại sao bạn không phát triển cái mặt đó nhiều hơn? Cũng có thể sau gợi ý của anh ngày hôm nay thì sẽ về làm những clip vui nhộn để cho mọi người hiểu hơn về con người của Dũng. Sắp tới thì kế hoạch của hai vợ chồng sẽ là gì? Sắp tới thì em sẽ lại tham gia một bộ phim nữa, một dự án nữa. Nhung còn thì em thì vẫn cứ vẫn tiếp tục công việc của mình ở trên quê thôi ạ. Và thưa quý vị, ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với phần cuối cùng của ngày hôm nay, hóa đơn hạnh phúc của chương trình Khách sạn 5 sao. Quý vị đang cùng quay trở lại với Khách sạn 5 sao, và đây là phần đặc biệt nhất ngày hôm nay, đó chính là phần hóa đơn hạnh phúc. Được chi trả cho những hóa đơn của khách sạn là niềm vui của bất kỳ cặp đôi nào. Xin được hỏi Dũng, dạ, em nghĩ là hóa đơn thanh toán của mình bao nhiêu tiền? Dạ, ít hay nhiều không quan trọng, quan trọng là em cũng không có tiền đâu từ hồi lấy vợ ấy. Em ơi, em nói như vậy chẳng khác nào em lại đá cái banh cho vợ của em. Vâng, đúng rồi ạ, em bao nhiêu thì vợ em trả thôi. Vâng, đúng ạ. Dạ. Sau khi chồng em nói như vậy thì em có suy nghĩ gì về cuộc tình này không? Thì từ trước tới giờ cũng quen như thế rồi anh ạ. Nghĩ như vậy anh sẽ đưa bill cho em nha. Dạ. Rồi. Thôi dạ nữa. Thưa quý vị, chúng ta có thể nhìn thấy là hai bạn đang mặc hai bộ trang phục rất là đặc biệt. Nhưng em đang mặc bộ trang phục của dân tộc nào vậy? À, của dân tộc Thái, Mai Châu anh ạ. À, còn Dũng? À, hôm nay em mặc trang phục người Mường của quê hương. Dạ. Thế thì bây giờ xin mời hai bạn mở khăn bịt mặt của mình ra. Các bạn sẽ thanh toán bằng một hình thức rất là đặc biệt. À, chúng tôi thấy quản gia đang cầm một món quà rất là to. Xin mời quản gia. Dũng. Dạ. Dũng. Làm điều lãng mạn đi anh. Chưa quen lắm anh ạ. Chưa quen lắm, từ là rất là ít khi tặng hoa cho vợ. Nhưng mà hôm nay nhân chương trình ở đây thì có bó hoa này thì chồng tặng cho vợ. À, rất là cảm ơn vợ thời gian qua đấy, cố gắng vì hạnh phúc gia đình nhỏ của mình. Cảm ơn vợ một cái. Và Hà cũng có một món quà gửi tặng cho Dũng. Em biết là hai anh chị rất thường xuyên ở xa nhau, nên đây là một món quà mà hy vọng rằng là hai anh chị dù có ở xa nhau cũng sẽ nhìn những bức ảnh này để nhớ đến nhau. Hai vợ chồng đứng đối diện với nhau nào, sẽ nói một cái điều gì đó mà chúng ta muốn làm cho nhau coi. Cho vợ nói trước đi, vợ mong muốn chồng làm gì thì chồng sẽ cố gắng. Chỉ mong là bây giờ và mai sau thì sẽ luôn yêu thương vợ con, yêu thương gia đình, sẽ hoàn thành tốt trong những cái vai diễn mà đạo diễn đã tin tưởng và giao cho mình. Chồng rất là cảm ơn vợ đã chăm sóc con cái rất là tốt, là hậu phương vững chắc. Thôi cố gắng sống tốt từng ngày và hạnh phúc với nhau là được rồi. Chăm sóc tốt cho con cái là hạnh phúc rồi. Cảm ơn hai vợ chồng rất là nhiều. Có lẽ là trong ngày hôm nay thì cả hai đã có được khá nhiều phút lãng mạn cùng với nhau.
mà trong cuộc sống vợ chồng đôi khi các bạn ấy ít dành cho nhau. Thưa quý vị, và với phần chia sẻ vừa rồi, chúng ta đã khép lại câu chuyện của khách sạn 5 sao ngày hôm nay. Chúc cho hai bạn sẽ tiếp tục những hành trình hạnh phúc của mình. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị trong những tập phát sóng tiếp theo của khách sạn 5 sao. Cho phép dụng chương trình khách sạn 5 sao luôn.